quý nhân phù trợ. Chán thật, mình đi xin việc cả tháng trời mà chẳng có việc gì ra hồn. Chỉ toàn những việc lao công, quét dọn, phu xe. Làm những việc ấy rõ xấu mặt đàn ông. Ở đời sao lắm kẻ giàu có mà mình cứ mãi nghèo thế này. Còn mỗi một đồng, phải để dành ăn ngày mai nữa. Xem tiền vận hậu vận, một đồng một lần xem. Hay mình xem một quẻ nhỉ? Xem cái số phận mình nó đi đến đâu. Thôi, còn có mỗi đồng xu, trả cho thầy bói rồi mai ăn bằng gì. Nhưng một đồng cho cả một tương lai thì rẻ lắm. Biết đâu ngày mình đổi đời sắp đến. Chào ông muốn xem gì? Tiền vận tôi đã chẳng ra gì. Nay tôi muốn xem hậu vận. Ông xem, số tôi có lúc nào phất lên được không? Xem bao giờ tôi gặp vận, đổi đời. Chúc mừng. Trán thẳng, tai tròn, khóe miệng hướng lên, mũi dày cân xứng, không đại phú đại quý, cũng là bậc giàu sang. Chẳng qua là chưa gặp thời gặp vận đấy thôi. Thật sao? Vậy bao giờ thời vận của tôi mới đến? Sắp rồi. Số anh phất lên là bởi quý nhân phù trợ. Thời gian chỉ còn tính bằng ngày thôi. Anh cứ về nhà chờ đợi, quý nhân sẽ đến. Hay, có thế chứ. Quý nhân, bao giờ quý nhân mới đến? Anh Tý, mày quá anh ở nhà. Tôi có việc muốn tìm anh đây. Thiếm đấy à, việc gì mà gấp vậy? Tàu nhà tôi chuẩn bị đi biển, bỗng có một người trong đoàn ốm đột ngột. Anh có rỗi thì thay chân cho ông ấy. Công xá tôi trả cho ông ta bao nhiêu, tôi sẽ trả chú bấy nhiêu. Tưởng chuyện gì, tôi không đi đâu thím ạ. Sao? Lần trước cậu còn xin đi cùng cơ mà. Hay cậu xin được việc mới rồi? Không, tôi chưa xin được. Nhưng nói cho thím bí mật này, cơ hội phát tài của tôi sắp đến. Tôi đang đợi quý nhân phù trợ qua cửa đây. Chứ đi thuyền với nhà thím, lương lậu tuy có cao đấy, nhưng làm sao giàu nổi. Ôi trời, hóa ra vậy. Thôi, cậu cứ ngồi đợi quý nhân của cậu đi, tôi về. Có đi đánh hàng với chúng tôi không? Lần này ông chủ trả hậu lắm đấy. Không đi. Đói quá. Bao giờ quý nhân của ta mới đến đây? Hay lão thầy bói lừa mình rồi? Mình phải tìm lão hỏi cho ra nhẽ mới được. Này, lão thầy bói kia, lão bảo rằng số tôi sắp phất, rằng tôi cứ ở nhà đợi quý nhân phù trợ, rằng chỉ vài ngày nữa là tôi có cơ hội đổi đời. Tôi đợi mãi, đói mờ cả mắt, có thấy ai đến đâu. À, là anh à, tôi nhận ra anh rồi. Chẳng nhẽ mấy ngày qua không ai đến tìm anh ư? Có, nhưng chỉ là một bà thuyền chài đến thuê tôi đi biển, với mấy anh phù rủ tôi đi đánh hàng. Nào có thấy ai đem đến cơ hội lợi lộc gì đâu mà đổi đời. Vậy là anh đã bỏ mất hai cơ hội đi qua trước cửa rồi còn gì. Sao cơ? Chẳng nhẽ theo ý ông, mấy người chài lưới, khuân vác đó là quý nhân phù trợ của tôi? Đúng, có quý nhân phù trợ thì họ mới đến nhà anh. Họ không đem tiền bạc đến cho anh, mà cũng không ai có thể làm việc đó ngoài chính bản thân anh. Họ chỉ mang đến cho anh những cơ hội, mà nếu anh biết chớp lấy nó, dùng sức lao động của mình để tự cải biến hoàn cảnh, anh sẽ tự thay đổi số phận mình. Trời! Thế mà mình cứ nằm chờ quý nhân đem tiền của đến, nấu hết cả ruột,